Kính chào quý vị, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin 9 giờ của truyền hình Bình Phước với những thông tin về tình hình dịch COVID-19. Trước tiên là những cập nhật của chúng tôi về số ca mắc COVID-19 trên cả nước. Thưa quý vị, Bộ Y tế sáng nay cho biết Việt Nam ghi nhận 805 ca dương tính với SARS-CoV-2, gồm 801 ca trong nước và 4 ca nhập cảnh được cách ly ngay. 805 ca mới từ số 37.435 đến 38.239, trong đó 801 ca ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh, 603 ca ở Đồng Nai, 72 ca ở Đồng Tháp, 36 ca ở Phú Yên và Khánh Hòa 18 ca, Bà Rịa Vũng Tàu 17, Hà Nội 11, Hưng Yên 10, An Giang 8, Ninh Thuận 7, Đắk Nông 1. Trong số này, 725 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa, 76 ca đang điều tra dịch tễ. Như vậy, tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27 tháng 4 đến nay lên 34.659, ghi nhận ở 58 tỉnh thành. 12 tỉnh gồm Bắc Cạn, Điện Biên, Hải Dương, Hòa Bình, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Quảng Trị, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang và Yên Bái đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới. Từ ngày 27 tháng 4 đến nay đã thực hiện trên 4.204.500 xét nghiệm cho trên 10.722.900 lượt người. Còn tại tỉnh Bình Phước, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh vừa cho biết 3 giờ sáng hôm nay đã phát hiện thêm một ca dương tính với SARS-CoV-2 tại huyện Đồng Phú. Đây là con trai của người mẹ thuộc ca 37, công bố chiều ngày 12 tháng 7 ở xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, đã được cách ly tại khu cách ly huyện Đồng Phú, nâng số ca dương tính với SARS-CoV-2 của tỉnh lên 54 ca, trong đó Trơn Thành 20, Lộc Ninh 8, Đồng Xoài 7, Phước Long 7, Đồng Phú 5, Bình Long 4, Bù Gia Mập 2 và Hớn Quản 1. Thưa quý vị, không đáp ứng yêu cầu an toàn phòng dịch, doanh nghiệp sẽ tạm dừng hoạt động. Đó là nội dung công văn khẩn của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước vừa gửi Ban Quản lý Khu Kinh tế, Sở Y tế, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, đề nghị thực hiện các biện pháp cấp bách vừa phòng chống dịch, vừa hoạt động sản xuất trong các khu công nghiệp. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp chỉ được tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh khi đáp ứng một trong hai điều kiện sau. Các doanh nghiệp phải tổ chức lưu trú cho người lao động theo phương châm 3 tại chỗ, sản xuất tại chỗ, ăn tại chỗ, nghỉ tại chỗ và phải có kết quả xét nghiệm âm tính trong thời hạn 5 ngày bằng phương pháp PCR trước khi lưu trú. Trường hợp người lao động không lưu trú tại doanh nghiệp thì phải có xe đưa rước đảm bảo chở đi từ nơi sản xuất đến nơi ở, có thể chọn ký túc xá, chỗ ở tập trung cho người lao động và phải có kết quả xét nghiệm âm tính bằng phương pháp PCR trong thời hạn 5 ngày, đồng thời cam kết tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch. Trường hợp các doanh nghiệp không đáp ứng các điều kiện nêu trên thì tạm dừng hoạt động 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 16 tháng 7 năm 2021. Trong thời hạn 15 ngày tạm dừng hoạt động, nếu doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện trên thì có văn bản gửi Ban Quản lý Khu Kinh tế để phối hợp với Sở Y tế xem xét. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã ban hành quyết định số 1848 ngày 14 tháng 7 năm 2021 về hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng, lao động tự do và một số đối tượng đặc thù gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo quy định tại nghị quyết số 68 của Chính phủ. Theo quyết định, đối với lao động tự do, lao động đặc thù thuộc các nhóm lĩnh vực như buôn bán nhỏ lẻ, làm thu gom rác, phế liệu, bốc vác, vận chuyển hàng hóa, lái xe dịch vụ, phục vụ bàn, đầu bếp, lễ tân, tạp vụ, làm đẹp, chăm sóc sức khỏe, thợ xây, phụ hồ, thợ nhôm, kiếng, điện, nước, người bán vé số lưu động, nếu bị mất việc làm, không có thu nhập hoặc thu nhập thấp hơn 2 triệu đồng một tháng trong thời gian từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 do thực hiện theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để phòng chống dịch COVID-19 thì sẽ được hỗ trợ. Mức hỗ trợ là 50.000 đồng một người một ngày, tính theo ngày mất việc làm thực tế và hỗ trợ tối đa không quá 30 ngày. Trường hợp nếu thời gian mất việc không liên tục thì tính theo số ngày mất việc của từng đợt nhưng không quá 30 ngày. Đối với lao động làm việc tại các doanh nghiệp, hợp tác xã bị tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng chống dịch COVID-19 trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 thì được hỗ trợ một lần.
Theo đó, tỉnh sẽ hỗ trợ 1,5 triệu đồng một người đối với người tạm hoãn công việc, nghỉ việc không hưởng lương từ 15 ngày liên tục trở lên và đối với người bị mất việc do doanh nghiệp hợp tác xã dừng hoạt động. Hỗ trợ 1 triệu đồng một người đối với lao động làm việc trong doanh nghiệp hợp tác xã bị ngừng việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19 từ 14 ngày trở lên. Dự kiến toàn tỉnh sẽ có khoảng gần 15.500 người được thụ hưởng bằng số lượng tỉnh chi hỗ trợ năm 2020 với số tiền khoảng 23 tỷ đồng. Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa có giải thích thêm về việc có thể tiêm kết hợp vaccine ngừa COVID-19. Việc tiêm kết hợp cũng có thể gia tăng phản ứng sau tiêm chủng. Trước đó, trong quyết định phân bổ vaccine Pfizer, Bộ Y tế hướng dẫn có thể tiêm kết hợp hai loại vaccine. Hiện nay, do nguồn cung vaccine phòng COVID-19 rất hạn chế, việc tiếp cận nguồn cung để có đủ vaccine tiêm mũi 2 ngay khi hết lịch tiêm cho người đã được tiêm mũi 1 của cùng một loại vaccine là rất khó khăn. Một số quốc gia đã xem xét và triển khai tiêm mũi 1 vaccine AstraZeneca và tiêm mũi 2 bằng vaccine của Pfizer. Theo ghi nhận nhanh tại các quốc gia này, việc triển khai tiêm chủng hai mũi vaccine khác loại như trên cho cùng một đối tượng vẫn có hiệu lực bảo vệ phòng COVID-19. Tuy nhiên, có ghi nhận gia tăng một số phản ứng thông thường sau tiêm chủng. Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới và các nhà sản xuất, tốt nhất mỗi người tiêm đủ liều của cùng một loại vaccine phòng COVID-19. Tại Việt Nam, chỉ trong trường hợp số lượng vaccine hạn chế thì ưu tiên sử dụng vaccine của Pfizer để tiêm mũi 2 cho những người đã tiêm mũi thứ nhất bằng vaccine AstraZeneca từ 8 đến 12 tuần. Nếu người được tiêm chủng đồng ý, những trường hợp tiêm chủng như vậy phải được theo dõi sức khỏe chặt chẽ hơn sau khi tiêm chủng. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh đã trải qua gần một tuần thực hiện giãn cách xã hội. Mặc dù vẫn có nhiều trường hợp bị xử phạt do ra đường không có lý do chính đáng. Để hạn chế tình trạng này, cơ quan chức năng tiếp tục tổ chức tuần tra, siết chặt kiểm soát và kiên quyết xử lý vi phạm nhằm hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh. Ghi nhận trong ngày 14 tháng 7, còn rất nhiều trường hợp không đội mũ bảo hiểm, không có giấy tờ xác minh ra đường chính đáng đã được tổ tuần tra cơ động lập biên bản xử lý. Những lý do hết sức khó hiểu của người vi phạm cho thấy ý thức của một bộ phận người dân còn chưa được nâng cao trong bối cảnh toàn thành phố đang tập trung thực hiện nghiêm chỉ thị 16. Ở ngoài em để quên anh ơi, chứ ngoài là không mang theo anh. Nhằm đảm bảo thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, Công an thành phố Hồ Chí Minh sau khi dỡ bỏ các chốt kiểm soát đã tăng cường tuần tra, kiểm tra ngẫu nhiên người đi đường. Các trường hợp cố tình vi phạm sẽ kiên quyết xử lý nghiêm, chứ không áp dụng biện pháp tuyên truyền nhắc nhở như trước đây. Do dịch bệnh diễn biến phức tạp, khan hiếm về sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành văn bản thống nhất chủ trương sử dụng tạm thời nguồn sinh thiết được tài trợ để thực hiện xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 tại các điểm kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Trước đó, ngành y tế Cần Thơ đã dự trù mua sắm hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2. Tuy nhiên, nguồn hàng đang khan hiếm, đồng thời việc triển khai mua sắm phải theo quy trình nên cần nhiều thời gian. Hiện nay, tại các điểm kiểm soát phòng chống dịch, tại các tuyến giao thông, đầu mối giao thông trọng điểm, cửa ngõ ra vào thành phố Cần Thơ, tổng lưu lượng người dân lưu thông qua lại trên 25.000 lượt một ngày. Lực lượng chức năng trung bình thực hiện 500 xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 mỗi ngày. Nhằm tăng cường thực hiện nghiêm chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, tỉnh Tiền Giang đã và đang triển khai quyết liệt công tác kiểm soát việc giãn cách xã hội trên địa bàn trong 15 ngày kể từ ngày 13 tháng 7. Các huyện, thành phố và thị xã đã triển khai các chốt kiểm soát dịch bệnh trên các tuyến đường tỉnh lộ, huyện lộ để quản lý việc đi lại, vận chuyển của người dân các xã, phường, thị trấn. Các lực lượng chức năng túc trực 24 trên 24 giờ tại các chốt kiểm soát dịch bệnh, kiên quyết không cho người dân ra đường khi không thực sự cần thiết. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang cũng đã ban hành văn bản tăng cường kiểm soát người từ các địa phương ngoài tỉnh đến địa bàn từ 12 giờ ngày 12 tháng 7 cho đến khi kết thúc giãn cách xã hội. Người ngoài tỉnh không được vào Tiền Giang, kể cả người Tiền Giang đi ra địa phương khác và quay về tỉnh cho đến khi kết thúc thực hiện giãn cách xã hội. Khi tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Sóc Trăng đã triển khai quyết liệt công tác phòng chống dịch bệnh, trong đó có thành lập các chốt kiểm soát tại các cửa ngõ, tuyến giao thông trọng điểm ra vào tỉnh.
Tại đây, lực lượng liên ngành đã túc trực 24/24, bất kể ngày đêm để kiểm soát dịch bệnh. Đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa từ vùng dịch sẽ không được vào địa phận thành phố. Hàng hóa phải được trung chuyển vào hoặc đổi tài xế, khử khuẩn xe mới được vận chuyển vào nội ô thành phố Sóc Trăng. Còn đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa trong tỉnh, phải đăng ký khu vực vận chuyển với Sở Giao thông Vận tải và có giấy xét nghiệm âm tính COVID-19. Những nhiệm vụ này được coi là một trong những mắt xích quan trọng trong công tác phòng chống dịch bệnh. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 9 giờ của truyền hình Bình Phước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.